Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chơi trò Five Nights at Freddy's 2 Demo. Nào bắt đầu thôi. I'm a new computer. Bây giờ là 12 giờ. 2 giờ Bonnie sẽ di chuyển. Bạn có thích Uber không? Yes. Nó chuyển đi cái gì vậy trời? Tôi xin lỗi các bạn. Giờ tôi sẽ chơi lại từ đầu. Đợi chút xíu mình phải đi làm việc này cái đã, mình sẽ quay lại sau. Ok, mình quay trở lại đây. Chơi tiếp nào. Rồi các bạn ơi, đã 1 giờ rồi. Khoảng 5-10 phút nữa phải đi để di chuyển. Rồi các bạn ơi, mình đã quay trở lại đây. Coi phải đi gì chưa? Để coi. Để coi có chạy gì chưa? Rồi các bạn ơi, 2 giờ rồi. Để mình thử tắt liên tục coi con Bonnie nó có di chuyển không. Nó di chuyển rồi. Nó qua phòng party room. Kéo hết music box rồi mình chết đấy. Chica đâu rồi? Thôi Chica đâu rồi ta? Đây Chica đây. Các bạn ơi, 3 giờ rồi. Sắp tới được Freddy di chuyển rồi.
Bonnie đang trốn ở đâu ta? Các bạn hãy like và share coi Bonnie đang trốn ở đâu trong những căn phòng này. Các bạn nghe tiếng gì không? Đây, Chica đây. Con đi đâu? Các bạn có biết con đi ở đâu không? Hãy like và share nhé. Đây, Bonnie đây rồi. Năm giờ rồi các bạn ơi, còn một giờ thôi là tới giờ rồi. Chica này. Đi ra di chuyển rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, sắp 6 giờ rồi. Okay, goodbye.